Nói về sợ sợ bố mẹ mắng không? Tiếc tiếc quả tăm không? Không. Cắt cắt là hơi khó nối lại đấy. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Màu TV. Giọng máu đấy vẫn cao hơn. Ok đấy mọi người nhá. Từ ngày trước thì mọi người cứ hỏi tại sao là Tam Màu Tam mà lại có hai người. Đấy. Thật ra Tam Màu là nó là một cái ý nghĩa là ba chỏm lông. Ba chỏm lông. Nhưng mà anh em mình cải biến thành ba chỏm tóc. Thì hôm nay chính thức Tam Màu TV sẽ có thêm một người nữa. Đấy, sẽ là cắt tóc Tam Màu này và thuộc vào trong team Tam Màu TV của anh em mình. Đấy. Và đây là thành viên thứ ba của anh em mình. Bây giờ sẽ đi phỏng vấn thanh niên này nhá. Bố mọi người biết đây là mà chắc chắn là mọi người không biết thì đố được gì. Em có thể giới thiệu qua về bản thân được không? Tất cả mọi người, em tên là Hồ Văn Mạnh, em sinh năm 2005. Em đến từ Nam Định. Nam Định, 18. Tới đây có rồi. Ok nhé mọi người nhé. Bạn Hồ, thôi mình sẽ gọi là Hồ. Hồ Văn Mạnh chứ nhỉ? mình thấy cái nick Facebook là Hồ Mạnh, mình cứ quen gọi là Hổ ấy. Đây là thôi gọi bạn ấy là Hổ luôn. Hôm nay sẽ sắp xếp cho Hổ đi cắt tóc Tam Màu TV này tại tiệm 30 size hoàn nhà. Và cái thứ hai nữa ấy, là đây sẽ là con xe của Hổ nhá. Xe này của Mao Đệ lâu ngày sử dụng rồi nên Mao Đệ có thêm thành viên mới nên quyết định là gọi là sang nhượng bản quyền luôn cho Hổ sẽ đi lại, và tí nữa mình sẽ sắp xếp cho bạn Hổ một chỗ ở. Nói chung là sẽ hơi bị hoa hành tráng đấy. Thôi nói nhiều làm gì, test xe rồi đi cắt tóc luôn. Với số cân nặng là tầm 30 và Mao Đệ 26 thì Hổ là hơn cân nhưng mà so với vai là hơi thấp. Nhưng mà bây giờ sẽ cắt tóc Tam Màu đi xem bạn Hổ này có giống Mao Đệ không nhá. Nếu mà nhìn từ đằng sau thì chắc khả năng không phát hiện được. Thôi bây giờ đi thôi. Đấy, người em thất lạc của Mao Đệ. Giống lắm luôn. Ngồi đằng này mà nếu mà sau khi cắt tóc Tam Màu xong mà ngồi con xe này mà ai mà đi sau ấy thì khả năng là sẽ không phát hiện ra đâu. Chị ơi, cắt cho em quả đầu huyền thoại phát cho Hổ. Hổ vào cắt trước đi Hổ ơi. Bằng nhau luôn chứ. Hả? Bằng nhau luôn chứ. Bằng trạng. Ra đừng đo cái xem nào. Đừng cái đo cái xem nào. Quay. Từ đầu đến chân thì Mao Đệ cao hơn. Cao hơn một tí nhưng nhẹ hơn, nhẹ cân hơn. Anh em cùng cha khác ông nội.
Cái gì? À, anh em không cùng cha nhưng được cái thì khác mẹ. Ok, đấy. Thì, đâu nhỉ? Cắt đúng như ngày trước chị hay cắt cho bọn em ấy. Đâu 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 đâu. Chị lấy cái nắp này đâu. Úp lên chuẩn. Nó phải tròn. Đấy. Nó phải thật tròn. Tròn zin luôn nhá. Tròn zin luôn. Tròn vuông, tam giác. Nói về sợ bố mẹ mắng không? Không nhận ra. Tiếc quả tóc không? Tiếc nó lưu lại được mà. Đấy. Tiếc có gì đâu mà tiếc. Không. Cắt là hơi khó nuôi lại đấy. Tí nữa là triệt luôn. Bôi bôi. Bôi bôi mà. Đấy. Đây là mấy tháng nó mới lên này. Ôi thế thì tí nữa thịt mổ bò, mổ trâu kia chứ liên hoan đi, mau để. Lâu lắm bao giờ mới, từ bé đến giờ mới tìm lại được người em thất lạc này. Người em thất lạc, người em thất lạc này, tí nữa về mổ chó mau để. À mau để quyết định sẽ tặng cho Hổ một con gà trọi về để thịt nhá, ok chưa? Ok. Ờ, tí nữa là con nào là cho được quyền lựa chọn, Hổ sẽ lựa chọn con nào thịt con nào nhá. kết nghĩa vườn đào. Tí nữa phải cắt món gì? Phát biểu cảm nghĩ cái. Cảm giác này hơi lân lân. Bạn ý từ Nam Định một mình lên đây vì cũng rất là đam mê với YouTube. Và cũng có nhắn tin cho mình từ ngày trước rồi nhưng mà mình cũng không để ý lắm. Thế là hôm qua bạn ấy mò lên tận nơi luôn. Thế là anh em gặp nhau thấy rất là hợp mọi người ạ. Thế là quyết định là ok. Sẽ sát nhập vào Tam Mao TV. Bang rồng xanh. Bang rồng xanh. Bang này là sẽ từ nay sẽ có thêm một thằng trộm. Đó, làng mình sẽ thêm một gọi là nỗi lo. Nhãn vải. Không, bây giờ anh em mình làm người tốt rồi. Anh em mình thường hay là thấy người ta không chăm sóc tốt thì mình mang về mình chăm sóc hộ thôi. Ok, đã xong một thành viên. Đấy, nếu mà nhìn nó thằng mau đấy, tránh nhá. Tránh nhá, mày mất vị trí rồi. Đấy, nhìn đường sau. Ấy,
đây, đây đằng sau này, cái đằng trước đang cúi xuống đó đấy, cúi xuống. Đây 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 đấy đấy, đúng, cúi cúi như thế nhá, cúi gằm như thế nhá. Đây, từ đây đấy. Ai bảo không phải mau đi không? Đấy, nhìn này, đằng trước này, cúi xuống tí, cúi xuống đấy. Đấy, đấy. Ui trời. Ôi giời, chuẩn luôn. Phát biểu cảm nghĩ bộ tóc mới đẹp không? Đẹp không? Không đẹp. Không đẹp nhưng không dám nói thôi. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Báo đây, cắt đi xem nào. Hai thằng tí nữa đứng, tí nữa cắt bớt chân đi cho ngắn bằng nhau thì cao hơn. Đúng rồi. Cắt bớt tí chân. Nhờ đến mau đi. Con hổ đã cắt xong rồi nhá. Đấy, giống hệt những ngày đầu anh em mình cắt. Mọi người còn nhớ cái ngày đầu mà Mao Đệ nó cầm cái điện thoại chơi chơi không? Đấy, cầm thử đấy, cúi xuống. Đấy, xổi. À, mai anh sẽ dẫn mày đi câu cá. Đấy, để xem bọn nó biết mẹ Mao Đệ không? Đâu là Mao Đệ? Đâu là Mao Đệ, đúng đấy. Xem có nhận ra không nha. Bây giờ đến lượt Mao Đệ, sau đó sẽ là mình. Và tí nữa sẽ cho mọi người xem kết quả nha. Về. Asa. Bay em siêu nhân. Ok, em không phải tiền kìa. Nào, ra đây sao? Anh kiểu anh nhá. Đấy là kiểu anh. Anh kiểu anh. Ok không mọi người? Đây. Đấy. Siêu, quay. Đấy, từ đều. Đã, 1, 2, 3. Ây. Ây. À, ok rồi, tí nữa, lát nữa mình sẽ cho mọi người xem đằng sau nó sẽ như thế nào. Đây này. Quan trọng nhất là bây giờ sẽ về sắp xếp một chỗ ở để cho bạn hổ bạn ấy ở đã nha mọi người nha. Rồi đi. Anh em thấy chưa? Nếu mà nhìn từ đằng sau thì hơi bị khó phân biệt đấy. Nhưng mà căn bản là tại do Mao Đệ đi cái xe hơi cao nên là nhìn cao hơn hẳn. Và bây giờ sẽ dẫn nó hổ lên nha, nhà mới nha, về lấy đồ đã. Đây sẽ là biệt phủ của Tam Đệ. Đấy, của hổ Tam Đệ nhá mọi người nhá. Đây, em có sợ ma không? Em không. Thế là hơn Mao Đệ rồi. Em sợ ma tôi còn hơn cả sợ của gọi là nhất trên đời. Em không bao giờ sợ ma nhá. Em chỉ tôn trọng ma thôi. Ma sợ nhất là khi là không ai sợ mình. Đúng rồi, không ai sợ mình. Ma sợ nhất một điều là không ai sợ mình. Đó. Thế nên là em rất tôn trọng ma. Thế là bây giờ nhá. À, đi vào đây. Ở trong này mình sẽ cho hổ ra nhá. Em sẽ ở đây và tạm thời sẽ là ở một mình. Ở đây là cái nhà mà trước đây là mình xây để cho bố mẹ mình lên ở. Nhưng mà bố mẹ mình không thích ở mà vẫn thích ở cái nhà cũ ở dưới cạnh đây á. Cũng bây giờ cũng không ai ở cả. Thế sẽ cho hổ tạm thời ở đây. Nếu ở lâu dài thì ở luôn cũng được. Đấy. À bạn nào mà cũng người nhỏ nhỏ như thế mà muốn lên sát kết hợp sát nhập vào team Tam Mao thì cứ inbox cho anh em mình nhá. Comment phía dưới cũng được. Ta đi vào đây. Đó. Đây, phòng khách. Có điều hòa, có đầy đủ mọi thứ nhá. Bếp, nấu đây. Tủ lạnh. Chưa có gì nhá, mua cái gì để vào tủ lạnh thì để thỉnh thoảng anh mới lên mà. Đó, tủ lạnh vẫn hoạt động. Bếp, nước. Có cả bếp ga ở dưới này nhá. Bếp ga dưới này. Đây, đi ra đây. Lâu lâu mình mới lên đây nên là đấy.
đây là bể cá coi. Nó thích nhảy xuống tắm thì nhảy. Bắt cá. À, cổ đỏ. Cổ đỏ hay là bắt cổ đấy. Bắt cổ. Anh muốn làm một đầu. Đây. Ờ, kia. Lát đầu kia. Cho anh chứ không. Bắt nó lên. Có cho ra chọi ăn không? Không. Rắn lên đây à? Có sợ rắn không? Hả? Có à? Không sợ ma mà lại sợ rắn. À, nhìn nó đệ đây này. Ấy. Púp. Nó đệ được cái không sợ rắn nhưng sợ ma. Đấy, bây giờ thì cho gà chọn. Đẹp quá. Giống bình bình. Cất rút nó vào đây, nó tỉnh không? Chết rồi. Biết rồi, tí nó tỉnh rồi. Đó, tí về cho mình bịp nhá. Đấy, cá này thì thoảng nếu mà sáng ra lấy cám ở đây ném cho nó một bình nhá. Đây này, cám đây này. Đây, cứ ném ra cho nó ăn luôn. Đấy, lại mình lại có người nuôi cá hộ rồi. Đấy, cứ ném một hai nắm gì đấy cho nó ăn. Sáng trưa buổi tối lúc nào thì rảnh cho nó ăn. Đây, cái này là nhà vệ sinh đây nhá. Đấy, nhà vệ sinh. Trong đây thì có nước giặt rồi các thứ đầy đủ hết. Bên này nữa. À đây, ở phòng nào nhỉ? Đây có 3 phòng, em thích ở phòng nào? À mà 2 phòng này chưa có gì. Hai phòng này thì anh chưa có giường. Phòng cái phòng này thỉnh thoảng thì vẫn có hai khách đến thì mình vẫn cho ngủ ở đây. Trong này cũng chưa có gì đâu. Đấy, cho con để quần áo ra đấy. Để quần áo ra đấy. Đấy, tủ tiếp quần áo, ướp quần áo hay là cái gì thì cho vào tủ này nhá. Định là để đây này. Đây. Đó. Tủ tiếp đây. À, có tiền thì nhét vào két sắt đây. Đấy. Ui. Chìa khóa đâu ấy nhỉ? Thôi. Đây, giường này thôi chiều anh lấy cho cái chiếu mới. Rồi lấy cái chiếu mới. Còn kia là cái bàn trang điểm cũ của vợ mình ở trước mà. Còn ngoài này, ngoài này. Nhà vệ sinh. Nhưng đằng này là nhà vệ sinh nhá. Yeah. Ui, lâu ngày không ai vào đây. Có thể dùng nhà vệ sinh bên kia hoặc nhà vệ sinh bên này. Bên này thì lâu ngày không có người ở, cho nên là nó kia. Lúc nào mà mưa to quá nhá, kéo cái này xuống cho anh để nước nó sẽ không bị tạt. Sao nó không có khóa hay cái gì nhỉ? Nó phải tự đấy chứ. Đấy, được rồi sao? Không được. Thôi anh cứ buộc thẳng vào đây. Nào nó đang mưa gió. Mùa cái này mưa mà buộc. À mưa thì nó sẽ không bị hắt nước vào đây. Buộc thẳng. Chưa biết lâu ngày mình không lên đây, chả biết nó hỏng hóc cái gì không. Rồi, đây, đi xuống đây. Bỏ quần áo ra đây chưa? Điều hòa đây nhá, điều khiển đây, điều khiển đây. Đó, điều hòa mát rượi 24/24. Đi đâu đóng cửa, đóng lại nhá. Thế thôi, làm thế này. Dưới này thì đây, hết nước bể nhá, hết nước bể thì em cắm vào đây. Cắm vào bên này.
Bên đây là cái ổ của Falker. Falker nó chạy nó kia nhưng mà nó hỏng rồi. Cắm vào đây khoảng tầm 15 phút thì mình lại giúp ta nó chảm luôn. Bên này là bếp ga đây nhá. Nấu cái gì thì có thể dùng bếp từ trên nhà hoặc dùng bếp ga. Ủa, lâu ngày không ở đây bẩn quá mọi người. Có thể dùng bếp ga. Để xuống đây câu cá. Thế này nó rảnh lại xuống đây thích câu cá thì tùy câu. Đói đói quá mà không có gì ăn thì thịt tạm con gà. Nhưng mà thịt con gà trắng thôi, đừng thịt gà chê con trâu. Ui dồi, bỏ tốt thế. Đấy. À, lúc nào mà rảnh không có việc gì thì xuống kia mà câu cá cũng được. Nhưng mà có biết bơi không? Có. À, nếu tưởng không biết bơi cá nó lôi xuống ao chết đuối trên này chết dở. Ở một mình ở đây thì ở dưới này thì không có gì đâu. Hay thích ở dưới này. Nhà trên rộng. Đấy, ở dưới này thì không có gì, chỉ kia thôi. Thỉnh thoảng lượn xuống cho con gà ăn hộ anh phát. Đấy. Có thế thôi. Gà chê. Thôi, hôm nào phải lên đây để dọn dẹp lại hết cái khu vực này mọi người. Vậy quá, hôm nay quá có chỗ ở ok đàng hoàng tử tế rồi. Thích không? Có chứ. Sướng không? Sướng. Ok, bây giờ hay là làm cái món gì liên hoan nhỉ? Chào mừng thành viên mới nha mọi người nha. Là con ngốc mi thò mi làm kéo. À ừ. Đây, hay là hôm nay có người đây. Ngày trước mình nuôi hai con ngỗng này để trông nhà. Đây. Mình nuôi hai con ngỗng ở trong nhà nhưng mà bây giờ hổ nó trông nhà hộ rồi. Thì khả năng là thịt rõ. Cho em to hay em nhỏ nhỉ? Bây giờ một con thì nó lại bơ vơ. Thôi khả năng là đôi. Thì cả đôi. À đây, chưa khóa cổng nhá. Chưa khóa cổng. À, đi đâu thì khóa cổng lại. Yên tâm, ở trên này không có ma. Trộm thì cũng chưa thấy có. Không có đâu mà chả có cái gì để mà trộm cả. Không có một cái gì mà trộm. Mà cứ yên tâm, nhiều camera mà. Nhiều camera. Ok, đi lên nhà đi. Thịt lâu quá mà nó phá ba mấy cái bãi cỏ kinh điển luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người quánh tiết canh luôn bằng chanh nhé mọi người nhé. Tất cả những cái món tiết canh, cứ ăn được tiết canh. Ăn được. Ăn được cá sống không? Chưa ăn đấy bao giờ. Sashimi. Gỏi nước ăn được không? Chưa có, à, chưa có món đấy à? Thế hôm nay sẽ cho em thử cái món tiết canh trước. Nhưng mà đánh bằng chanh. Mọi khi hãm bằng mắm với muối thì nó không được đánh, không được đông đặc lắm. Hôm nay sẽ cho mọi người đánh tiết, thử xem nhé. Đánh tiết canh ngỗng ngan vịt, đánh như đông đặc như tiết canh lợn mà hãm rất là dễ. Mọi người vắt chanh ra đây này. Đấy. Lấy cái cùi này đánh vào đây. Đánh xung quanh bát. Rồi, đánh xung quanh bát. Chuối cơ mồm. Đánh xung quanh bát. Chẻ hết nước dãi. Hai bát, mỗi bát một cái. Tại vì ngỗng nó cũng nhiều tiết nha mọi người nhé. Mình sẽ đánh với hai bát. Rồi, chú ra bắt ngỗng đây.
sau khi đánh thì mình sẽ vớt bỏ cái hột đi, bỏ bớt gần như là hết nước đi nhá, bỏ hết nước chanh đi, để lại một tí hơi láng láng ở dưới bát này thôi. Không có bổi đấy, bổi nhưỡng luôn. Còn phần người mình sẽ nướng. Đấy, thấy nước tai chưa? Rồi, đấy, cứ như thế này. Cắt lấy cái đũa quánh. Thôi không cần. Rồi, để em ra đây rồi. Nào, em vào đây. Cứ thế này cắt tiết vào là quánh thôi. Cái món này sẽ để đánh tiết canh nhá. Nhưng mà rất tiếc là hình như hỏng mất một bát tiết canh rồi. Rồi. Bị đông mất rồi. Khả năng được bát này, nhưng mà bát này thì chỉ được khoảng tầm hơn được hơn một bát tiết canh một tí thôi. Đánh làm nhanh để đánh. Cổ cánh là mình sẽ cho vào kia. Luộc đánh tiết canh. Hồ lấy cái chảo đây. Nắm lửa ở chỗ kia đi để quánh tiết canh. Còn cái này sẽ nướng nha mọi người nhá. Đây, cho cái này ra. Lấy rửa cái chảo đấy đi. Còn cái này sẽ ướp để nướng. Đây sẽ là món chính. Đây sẽ là món chính nha. Cắm được không? Có chứ. Có lá này mà. Đây. Đổ vào rồi. Máy tiết canh. À để luộc. Làm gì mà khói thế? Nhắm lửa. Đang ở dưới kia cứ tưởng cháy. Đừng có cho lửa lên đến đây một phát là thôi xong luôn đấy nhá. Tưởng hôm nay lại các ông lại đốt nhà tôi. Nhà này hơi bị bé đấy. Rồi kéo oi khói hết cả thế này rồi. Đang đứng dưới kia thấy một tùm khói lên. Sợ luôn. Rồi đây tao cho mỗi công việc là luộc củ vịt thôi nhá. Quá đơn giản. Lâu lắm rồi mới thử lại cái lò này đấy. Châu lá chuối ở trước này. Hả? Không, bây giờ em vào đấy đi. Cắt lá chuối đi, úp lên đây. Hồ hồ giữ cái này cho anh. Kéo bỏng, kéo bỏng. Giữ là cái này. À. Ăn kiểu này bao giờ chưa hổ? Ấy, quên. Đĩa nhựa. Siêu phết đấy. Cho đĩa nhựa vào đây thì đúng rồi. Hỏng hết cả hình. Ăn được mặt trên. Có ăn được cứt. Khét lòm ra ăn. Rồi. Giống cái gì? Giống kiểu cái lò thiêu ấy. Anh à. Đấy. Đấy, đợt nào. Đó, từ từ thôi, đủ lắm. Đấy. À, khi con vịt nó vào đây thì nó chín sẽ rất là nhanh nha mọi người nhé. Và nó chín rất là đỉnh. À, tí nữa mình chỉ cần kéo một phát ra, không lấy con vịt ra. Thế là xong. Đấy, công nghệ cao không? Cao. À, công nghệ cao. Đẳng cấp đấy. Lấy cái gì để anh kê vào đây cái. Đấy, đậy vào đây thôi, không phải trông. Tầm 20 phút quay lại. Đấy, bây giờ anh em mình lên quay tiết canh xong là quay lại lấy ra. Ủa giời, vừa khéo, hợp lý luôn. Cảm ơn.
mềm luôn rồi đấy anh này. Rồi, giờ đến chuyên mục tiết canh. Có ít tiết em chỉ sợ nó thừa bổ nhé. Đấy, khả năng là mình sẽ đánh khoảng tầm bát hơn bát thôi. Tân lông. Không biết chừng này tiết được liệu được 2 bát tiết canh không? Tiết đánh bằng hãm bằng chanh này thì nó rất là dễ mà nó kia nhá. Nhưng mà có một cái nhược điểm là nó hơi đen. À, không, nhưng mà không, đánh tươi là đánh lấy lên kiếm cho anh cái đũa hay cái gì khoáng nó lên là được. Đấy con dao đây. Ừ. Đấy khoáng nó lên là nó lại đỏ tươi nhá mọi người nhá. À. Đấy, thấy chưa? Đỏ tươi luôn. Đặc điểm của cái này nó thế. 2 nước. 1 tiết. Tại vì chưa pha nước mà thế. Ừ. Nó thế là sao? Đúng. Tại vì chưa pha nước nên không cần đấy. 2 nước 1 tiết. Đồng như kia luôn. Cho 2 nước vào. Được rồi. Còn đang thừa tiết như thế nào. Vót vét tí. Lá rổ thơm đi. Đấy. Tí mọi người xem. Đông như kia luôn. Tiết canh lợn luôn. Con thử mình thử sẽ khoáng cái bát này lên cho nhá. Bát này là bị đông, bị dây rồi này. Hỏng. Tất cả. Mình thử lấy một tí kia với cái tiết này xem nó có được không nhá. Đông luôn. Đông luôn này ạ. Khả năng đông luôn. Đâu, đây anh đang thử đánh cái này xem đánh được không. Nó có. Đấy là anh còn chưa cho mì chính đâu. Này, ở trên này không có mì chính đấy. Này là cái bát này thì hỏng rồi, sắp bị hỏng rồi. Tí nữa. Đông đông rồi anh ạ. Rồi, chuẩn bị tí nữa là đông. 3 người đúng 3 bát luôn đấy. Hôm nay sẽ không cắt tiết mà gọi là ăn tiết. Để xuống xem con vịt nào. Sau khi khoảng được 30 phút thì mình phải cho cái lá chuối ra nhé. Sau khi nó chín rồi thì lên màu cho nó đẹp. Cái liềm đâu em? Đây đây. Đâu? Ui. Gần được rồi, gần đẹp nhá. Sẽ khoảng đợi khoảng tầm 15 phút nữa. 15 phút nữa. Hai bên hông lấy cho anh cái tàu lá chuối. Ốp vào hai bên hông. Đấy. Mình sẽ ốp vào hai bên hông của cái đôi mảng đùi này để cho nó đỡ bị cháy nhá mọi người nhá. Làm sao nó cái đùi nó không bị cháy là được. Đó. Giờ đẩn vào. Đợi khoảng tầm 20 phút, 15 phút nữa. Cái màu nó lên cực kỳ đẹp luôn. Thì mình sẽ lấy nó ra. Ok. Em không phải nghĩ cái hàng đẳng cấp nếu mà đầu bếp ấy ở quanh cái khu vực này anh không nói đâu nhá. Nhưng mà riêng cái khu vực Hà Nội ấy, nếu mà anh xếp số 2 ấy, chứ ai lên đây bảo là số 1 đâu. Đúng rồi, về đậu mõm ấy. Nhìn này, thấy chưa? Đầu bếp mà để bị cháy. Cháy đây là do mình mãi làm đánh tiết canh thôi nào. Đi lên đây. Lấy con dao. Dao nhọn ra đây.
Ok nhé mọi người nhé. Các cụ bảo rồi, nhà có khách ấy thì hay có câu là vườn rộng rào thưa khó đuổi gà, tức là đuổi khách về. Nhưng mà hôm nay nhà mình có khách thì mình, mọi người thấy mình đuổi ngỗng nhanh không? Kiếm vô đấy. Đẳng cấp thế giới. Mã người vẫn là có ngỗng ăn luôn. Nhưng mà anh ơi, lấy bát nước chấm đây để lấy nước dội vào đấy. Rồi, không cần phải lạc chuối đâu. Ta sẽ ngồi thảm cỏ luôn. Nào. Đấy. Chắt cái nước này vào đây này. Đó. Đây, quay một vòng cho mọi người xem nhá. Đây là hơi kia thôi, xém cái này cạo cạo là ngon ngay. Nhưng mà món này chưa thưởng thức vội. Hôm nay để chào mừng thành viên mới của Tama TV thì mình đã chuẩn bị 3 bát để đựng tiết. Nào, mỗi thằng một giỏ một giọt tiết rồi. Đó. Xong. Nào, chén đây, em chọn đây. 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 Bao giờ em thấy bao giờ có ai đánh tiết canh ngan ngỗng vịt mà đông như mình không? Nói chung là úp thì không, chưa chắc là úp được, mình chưa dám thử. Nhưng mà hôm nay mà thử thì nó hơi quê, để hôm sau nhá. Đây, đông kinh khủng luôn. Đấy, để hôm sau mình sẽ kia cho, thôi để cho khách thử trước đi. Thằng này lúc nào ăn uống thì sỗ lắm. Đây, cho khách thử trước nhá. Đây. Em ăn món này nhiều chưa? Em ăn thường xuyên. Ăn thường xuyên à? Người nhà em có mà. Thế ở dưới đấy đã ai đánh được cái canh vịt đông như thế này chưa? Chưa. Ôi xế, làm gì có. Em thử thức trước nhá. Ok. Mời cả nhà nhá. Nghe có gì đấy sai sai rồi. Nghèo này chẳng lắm. Một thành viên mới. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh để theo dõi những video sau về biết về những khả năng đặc biệt của mạnh hổ nhá. Đấy. Đầu tiên mình phát hiện ra khả năng đặc biệt đấy cái nổ. Rồi tiếp theo thì, cho Mao Đệ thử trước đi. Ok. Chút à. Mình vừa vắt chanh rồi mình ạ. Tiết rất đỏ và rất đông nhá, đấy thấy chưa? Không có một tí nước nào, nước chanh thôi nhá. Đánh tiết canh nó phải đẳng cấp như thế. Mời mọi người nhá. Thế nào? Ngon. Nhưng mà thiếu lạc. Không phải. Bởi cứng quá. Bởi băm vội là thế. Ngon không? Ngon. Đẳng cấp đấy. Rồi, mời mọi người nhá. Đấy. Đấy. Ủa, cái này là gì đấy? Đùa. Cái này đặc biệt với mỗi thằng làm lon chứ là. Chán. Ủa, nó to thật mắc cả. Nào, đồ ấy. Em rồi. Hết. Không biết làm chó. Chưa đấy. Nghe ực gác lắm mà chả thấy dốc chảy lên. Ngon nha mọi người nha. Hôm nay may quá. Vừa có khách vừa không gọi là khách nữa, người nhà rồi. Thế nên là lần sau mà lần đầu mà nấu dở thì không sợ. Nhưng mà hôm nay mình nấu ngon. Tiết canh ngon. Bổ hơi cứng một tí thôi. Bổ hôm nay mà tan sụn mới thịt á thì ngon lắm rồi. Thôi còn con nữa mà. Thôi. Giải quyết nốt. Hả? Ngon này, ngon rồi, không ăn được món này. À thế á? Ừ. Thế thì để đấy. Trời, mày quá. Thằng này bụng nó cũng bé. Đỡ tốn. Đây nhá.
Ai bảo con vịt này không ngon nhá. À, con ngỗng này. Nhưng mà công nhận em nhìn con ngỗng của anh nó bé con vịt ấy. Bé hơn đấy. Chỉ là cái mã rồi lắm nhìn, lông. Mà rõ ràng nhìn nó to thế cơ mà nhỉ. Đúng rồi. Hay nó còn non nhỉ. Ai biết được. À, cho tám đệ trước. Tám đệ. Nhi đệ. Thế nào? Nhả lắm rồi ạ. Phát biểu phát biểu phát biểu phải tận đâu phát biểu phải tận lòng nhá, chứ còn ăn không ngon, cứ ngon lắm các cháu à, ngon lắm các bạn à, chết sao gì đệ, sao gì đệ. Rồi để đến đại sư ca ấy chỗ em này đấy, đây bà xe này đấy, đây mấy là mọi người á. Vừa muối không? Có phải chấm không? Thơm á. Chấm đi hơi đậm. Chấm đi hơi đậm. Ta cơ. Mời mọi người nhá. Đấy. Đúng ngon thật. Ngon. Tuyệt vời đấy. Ăn đồ ăn. Nhưng mà cũng hơi bị cứng một tí. Cái lần nào mà không có da là nó khô anh nhỉ. Ừ. Ngon, ngon. Ăn hết được một cái đùi nào? Ăn hết được. Hả? Ăn hết được. Không ăn hết được à? Ăn hết được. À ăn hết được. Đây, nước chấm đây. Đây, bôi trơn đây. Thoải mái đi, lên đây cứ thoải mái. Nói chung không phải ngại đâu. Bạn là ngại em bán bia mà em uống cái ga mà. Nhà đâu? Nhà bán bia à? Nhà gì bán bia? Thì ở... Em ở chỗ nào Nam Định? Em ở Nam Vân. Nam Vân à? Dạ. Anh không biết đâu. anh chỉ biết mỗi quất lắm. Bán đây ta là khách ruột đấy. Khách ruột? Tại vì ở chỗ đấy nổi tiếng. Chứ còn thật ra là mình cũng chưa đi vào quất lâm bao giờ cả. Mình thấy bảo là nổi tiếng và có đặc sản gì ngon lắm phải không? Ghẹ 45 cân này ạ. Tầm này thì đúng là không biết nói gì hơn nữa. Muốn đi lắm nhưng mà chưa biết là vợ có cho đi không. Đó. Cái nhà có anh trai hay em trai gì không? Hay là em gái không? Mấy anh em? Anh trai nữa. Anh trai sinh năm bao nhiêu? 97 à? À, bằng tuổi vợ anh. Nhà bố mẹ cũng làm nông đúng không? Vâng. À, riêng cái à? Riêng cái. Riêng. Có khả năng mình sẽ kết thúc cái clip ở đây. À, mọi người nhớ đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh theo dõi để theo dõi ba anh em mình là để chờ đón những clip tiếp theo của ba anh em mình nhá. Đấy. À, về sau thì mọi người sẽ biết những khả năng đặc biệt của em Hùng như thế nào. Mình cũng chưa biết đâu. Cùng mọi người khám phá nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.